Ai đây muốn chơi Liên Quân, Free Fire hay PUBG Mobile mà không có acc thì có thể mua tại shop siro.vn để thử vận may và giúp tôi kiếm thêm thu nhập nha. Hãy nhớ tên anh từng cơn mơ. Gì đó cứ oi đi gì đó xíu nữa mình mà các bạn sẽ biết nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube Shiro Episode để xem được làm video hay hơn. Đừng quên ấn vào chân tay báo cái bên đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của show nha. Và nếu bạn nào là fan của Đông hay mẫu của Đông là Shiro Episode thì các bạn hãy để lại một bình luận về những câu hỏi mà các bạn muốn trả lời trong series bất cứ kênh trường là những thách thức mà các bạn muốn làm ở trong những video tiếp theo. Ít nhất các bạn xem video này các bạn hãy để lại một bình luận nha, chấm một cái cho mình biết là bạn đã xem nha. Và điều thứ hai là các bạn hãy chia sẻ video này để giúp đỡ cho nhiều người hơn cùng biết đến với Shiro. Và điều thứ ba là các bạn hãy xem hết video này, và nếu bạn nào đã xem hết video này rồi thì các bạn hãy để lại comment phím số 1. Nhớ nha, phải xem hết video từ đầu đến cuối, không tua. Trừ intro và outro cũng được thì các bạn hãy comment phím số 1 và Rô sẽ team cho 200 comment phím 1 đầu tiên nha. Ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ chơi cùng với Phong Cận TV và Camui TV để mình sẽ bóc phốt diện Camui. Ok. Ok, hai chị chào các bạn, mọi người mình là Phong Cận TV. Ông nói nhanh ghê luôn chị, không nghe gì luôn chị. Không, em chị nghe quen rồi, chị lại nghe ra Siro nói cái gì em ạ. Guys, idol tôi có khác bạn, idol tôi có khác. Em không nói được. Ok, ủng hộ map Mid Atun Festival này nữa nha. Ok, UID là 19449042. Nếu bạn nào thấy map này vui thì bấm xin mình lại thì mình đi về trong này nha. Map này tên là Toy Trigger thì phải. Ok. Rồi. Thì như tiêu đề thì mình đã ghi đó, thì ngày hôm nay mình sẽ vào đây để mình bốc phốt Camui. Bà nghe mình bốc phốt, bà đẩy mình xuống. Bà đẩy em xuống rồi. Đừng quan, vô ca nha. Ok, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ gọi là bốc phốt Camui TV. Bốc phốt Camui là người hoa nào mà. Ủa, tính ra bốc phốt bà kia em vô chi vậy anh? À không, anh phải có người gọi là đồng minh, em hiểu không? Mình phải có người là đồng quan điểm với mình đó. Vậy okay. để có gì mà bị quýnh thì cả hai đứa bị quýnh anh. Đúng rồi, có gì Camui quýnh anh thì sẽ có Phong là chịu chung với anh. Đấy. Tính anh hại vụ vậy. Em Camui là người hiền lành mà tại sao lại bảo Camui quýnh là sao? Vô vấn đề chính nào Phong. Bây giờ em có bất kỳ cái bức xúc nào với Camui thì em hãy nói ra giải quyết trong ngày hôm nay. Ba mặt một lời đi Phong. Trời ơi, nói súng đô ta, súng đô ta. À trời ơi, bà chị Camui chị đó hiền lắm, đời nào chị làm gì đâu anh. Trời, bà có súng mà chị anh ơi, bà có súng anh ơi, bà có súng. Không sao Phong, hôm nay anh ok em hiểu không? Ok, trời anh bảo cười hả? Trời luôn, nói luôn. Chị Camui hả? Trời ơi, chị Camui những cái gì mà em bức xúc chị Camui hả? Nói chung mà em cũng không biết nữa, tại vì là trước giờ là chị Camui rất là hiền luôn, thuộc dạng rất là hiền trong tim luôn. Cho nên là cái điều mà em bức xúc em nghĩ chắc là kiểu hiền quá, kiểu hiền quá cho nên là kiểu mọi người trong team ăn hiếp hay gì là cũng không làm gì, không biết làm gì cả, cho nên là kiểu em cũng hơi bức xúc ở đó, kiểu trời ơi tại sao chị mình lại có thể mà hiền hòa đến như vậy. Ơi, tính ra cái này hiền hay là nhát gan ta, nhiều khi cũng là nhát gan á trời, chứ không phải hiền. Nhát đó chị có mùi nhát lắm, cầm mùi nhát lắm luôn á, nhát gan lắm đó trời, nhát lắm luôn á. Ơi chị ơi, chị ơi, tính ra chị chọn không chị? Tính ra là từ nãy giờ em có bị giật lùi lại chị. Ấy da. Ok. À quên. Không ngờ, không ngờ lại. Một điều em ghét ở chị Camui dám bắt cua giỏi hơn em. À quên. Cái này là đẳng cấp rồi em, cái này đẳng cấp rồi, không thể trách được em à. Trời ơi giời. Tính ra là gai đâm. À quên. Ok được rồi, tiếp theo đó nha, em sẽ nói cái điều mà em ghét, cực kỳ ghét ở chị Camui, chính là cái điều này nghe nó hơi kiểu hại dụ tí. Nhưng mà lần nào chơi game quay video chúng bả em cũng là người thua bả hết, cho nên là em ghét chị Camui ở chỗ là chị Camui không nhường trẻ em, không nhường con nít. Không nhường con nít. Ây da. Thế là mới đẩy tóc xuống nhỏ. Tính ra là lớn rồi, phải biết nhường con nít chứ đúng không anh? Còn đúng rồi. Bả thắng em hoài luôn, bả không nhường em. Lớn mà phải nhường con nít chứ chị làm gì chị để em nói vậy? Ý em chơi là chúng ta chơi phải chơi kiểu phải giả gì, không được chơi thật cho các bạn biết chứ gì. Không phải. Thật cũng được, nhưng mà ít ra cũng phải nhường đàn em tí, cho đàn em nó thắng một hai trận, còn đàn này thắng hết, không có cho trận nào thắng luôn. Đúng rồi, mình sẽ không nói đúng đó bạn. Đó. Ê, gì vậy? Rồi. Cái này sao đây? À, đi trên này hả? À? Ok, được rồi. Bà Camui, bà không biết, trời ơi, vậy là em vừa coi bà Camui anh ơi, em cảm thấy em thật là giỏi.
Rồi, cảm ơn rồi. Đi đi, đi qua đây nè chị. Nhường quá chị, nhường cho thế là muốn thế nào nữa. Đi qua đi, ngồi đây nè chị, đi ngồi đây nè, đi qua đây nè. Đấy. Đó, đó là những điều mà Phong cầm ghét ở Camu các bạn. Và bây giờ thì nói chung ý kiến của mình thì mình sẽ để sau. Bây giờ mình sẽ cho Camu gọi là tự tự gì ta? Tự thú đó. Chị có những tật xấu gì thì tự thú cho tất cả các bạn fan cùng nghe đi. Tật xấu mà. Tật xấu của chị thì chị là một con người hoàn hảo em. Cái mới thôi chị. Ê, chị có cái tật là hay bốc phét thôi em. À. Chị biết là chị là một người hoàn hảo em à? À okay. bà mới bốc trời nói bậy nên mình chuẩn bị mình nói bậy luôn. Bà bốc phét đó anh. Ồ, bạn nào thấy Camu hoàn hảo á bạn comment bên dưới nha, chứ riêng mình biết được nhiều tật xấu của Camu lắm luôn á. Nhờ lắm á. Ờ, bây giờ em coi chị cơ hội tự thú. Ông biết em cho chị cơ hội tự thú á. Quá Camu hoàn hảo thì lấy đâu ra sót để mà bốc ra hả trời ơi. Em cũng biết một tật xấu nữa anh ơi. Là okay. bà Camu mỗi lần bà ngủ bà rất là hay đeo kính. Ê, bậy nha. Tới lúc đấy là Camu IQ vô cực nha. Là Camu biết là kiểu gì là cũng sẽ có người kiểu chụp ảnh ấy các thứ ấy, là mình IQ vô cực, mình đeo cái kính vào cho nó đỡ gọi là đỡ tục ấy. Cho đấy là IQ người ta cao lại bảo người ta thích đeo kính sao trời. Tôi mệt quá mà. Ok, từ chờ Camu xuống ấy. À đây Camu đây rồi. Ấy. Ủa. Ừ đúng rồi đó chị. Đi vô đó chị. Nhưng mà bị ghế ra ngoài mà. Ok chị Camu ăn nghỉ rồi. Xong rồi, xong chị Camu, tay chị Camu rồi. Camu ơi. Ơi. Ra được không chị? Không, nó bị vướng ở đấy rồi. Chị vừa phải dùng cái bùa để đi về chỗ hôm này. À ok. Thôi bây giờ chị Camu có chịu tự thú không hay là để em tự nói? Vấn đề người ta là một con người hoàn hảo hiểu không? Làm sao mà có cái gì đó được? Tự thú đi nghe còn được, chứ chị mà để cho anh Siro nói thì trời ơi nhục lắm, trời ơi nhục mặt lắm luôn. Được rồi, nói thì nói em gì mà căng. Sao mà mình có cái tật xấu gì không ta? Để nghĩ ra, dựa lại phải dùng IQ vô cực để nghĩ xem mình có tật xấu gì, khổ thế không biết. Thôi thì mình cũng có một tí gì đó gọi là ăn. Căn bản là các mũi thích ăn mà, nên là kiểu mình có cái gì ăn thì là ăn thôi. Ví dụ như hiện tại bây giờ đang quay video cho đang quay video cho Siro nè, các mũi đang ăn khô gà nè. Trời ơi. Má tính ra đang quay cho mình mà bà cũng ăn được luôn. Gilly. Chị thiệt luôn hả? Vấn đề gì đâu, trời ơi khô gà mà. Trời ơi, các bạn nào mà thích ăn khô gà giống các mũi không? Các bạn nhớ để lại comment số 2 nha. Trời ơi. Ok. Nói chung là bây giờ chị nhất quyết là chị có một tật xấu rồi đúng không? Ngồi, có mỗi một cái làm gì có nhiều đâu. Ăn cũng ăn làm hạnh phúc chứ bạn. Ok, bây giờ sẽ tới gọi là tới tiết mục của mình. Mình sẽ bóc thớt chị Camu các bạn. Thật ra là mình không biết tật xấu chị Camu là gì nữa. Tại vì bà hoàng hảo mà. Không biết mà ông đòi bóc thớt lên. Thì em không biết thì em mới dụ chị nói đó. Em không làm gì đấy à, không, thật ra thì gì? Dạ, mọi người chưa tới nữa hả? Không, mình em có tới được đâu. Em có lên được đâu. Thật ra thì mình biết được một tật xấu của chị Camu rất là xấu luôn các bạn. Mà gọi là cái tật xấu này là rất hay gọi là bào mòn tiền của chị Camu. Cái gì? Đó chính là rất hay đi xăm soi những cái quần áo đẹp và son cùng với những cái đứa con gái khác ở trong Hero Team. này. Đấy là ai cũng bị dính nha. Kể cả Simmy hay là Timmy là Sammy đều thế nha. Đấy không phải là tật xấu của Camu nha. Sammy là ít bao giờ mua đồ nha chị. Sammy rất là tiết kiệm. Chị Camu là phí phạm nè. Thế tại sao mọi lần chị kiểu chị tìm đồ xong rồi chị bảo khoe với cả mọi người bảo ui đẹp thế kiểu cả lũ khen cơ mà. Có phải một mình chị đâu? Ta khen nhưng mà khen mua khen đâu. Khen vậy đúng rồi, khen nó khác mua chứ. Thì chị cũng không mua đâu á. Hay buồn cười. À đó là cái tật xấu mà khiến cho chị Camu gọi là rất là dễ bào mòn tiền của chị Camu luôn các bạn. Và không biết các bạn nữ mình hết tiền vì mua quần áo. Không biết các bạn nữ nào mà giống như chị Camu không, kiểu hay đi soi mấy quần áo xong rồi cái kiểu thấy đẹp quá gom hết về nhà luôn đó. Rất là dễ hết tiền luôn, các bạn comment phim số 3 bên dưới nha. À, chị Camu còn lời nào trăn trở không chị? Không, em chị vẫn là con người hoàn hảo em. Ok, bà vẫn cứng đầu, bà kia bà là con người hoàn hảo. Phong, còn cái tật xấu là bóc pha hết tranh Phong. Trời ơi, bây giờ biết nói tật xấu rồi ta, chị Camu là tật xấu rồi trên đời này. Bao nhiêu cái dồn vô hết vô bả rồi, chị coi coi. Chị coi, súng đâu ta, trời ơi, lấy giờ móc máy không được cái súng ta. Trời ơi, bà lấy súng bà đe dọa em cả anh.
để coi coi. Tật xấu đó hả? Có coi tật xấu là gì ta? Trời ơi, bây giờ nghĩ khó quá ta. Thấy không, người hoàn hảo thì tất nhiên là người ta không thể làm mà nghĩ được cái tật xấu là gì. Thấy không? Không, thật sự là có thể bà có tật xấu nhưng mà bà giấu anh ơi. Bà này bà giấu ghê lắm. Rồi, Camus giấu ghê lắm. Nói chung là đó là tất cả những cái tật xấu của Camus mà ngày hôm nay mà anh em mình gọi là biết được thông qua quá trình làm việc với Camus. Sau này á, bọn mình sẽ cập nhật update thông tin thường xuyên về những cái tật xấu như bóc phốt Camus nhiều hơn. Và nếu mà muốn mình làm ra nhiều cái này về Camus hơn thì các bạn hãy để lại comment phím số 4. Và nếu mà nào muốn mình bóc phốt bất kỳ ai trong Hero Team nữa, các bạn để tên của người đó ngay bên dưới nha. Ví dụ như là ngày hôm nay mình hỏi Phong Cận thì biết đâu ngày mai mình lại bóc phốt Phong Cận sao, đúng không các bạn? Đó. Đúng rồi. Phải bóc phốt Phong Cận các bạn ơi. Đúng rồi, bóc phốt Phong Cận. Rô mà rủ em vô cho bắt cua em sẽ từ chối, bởi vì vô cả ông kia ông bóc phốt mình là chắc chết. Ok, thì video của mình ở đây đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này, để lại một like, một xem, xíu ra cho mình một comment cho kênh YouTube Show Hero hoặc làm gì video hay hơn, và đừng quên ấn vào chuông thông báo và đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của show nha. Và nếu bạn nào là fan của Hero Team thì các bạn hãy làm tất cả điều trên tương tự với các thành viên còn lại ở Hero Team, gồm có Phong Cận, Mr. Dịch, Timmy, Simmy, Sammy, Camui và Cairo nha. Và bây giờ thì bye bye. Đừng quên đăng ký ủng hộ cho Phong Cận TV nha các bạn. Lâu nay ta vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một cơn. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi sẽ thấy có nỗi buồn say cả lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. Biết những vách núi treo leo chẳng biết sao ta tình lai lan, hôm nào tôi mới biết luôn em nói câu.